cái gì đây? Oh wow, làm kẹp tóc từ khẩu trang đã qua sử dụng ư? Con Mon này màu hồng không vậy chàng? Cái phần cứng cứng của khẩu trang mình cắt ra, tinh tinh. Cắt hai đầu rồi dồn nó lên. Bẻ cái đầu cứng này vô rồi mình lấy keo 502 dán nó lại. Mua cái kẹp mới phá nó thành cái kẹp cũ rồi đem đi tái chế. Chét một đường keo lên cái kẹp rồi ịn cái miếng khẩu trang hồi nãy lên. Quẹt quẹt. Để cho đẹp thì mình gắn thêm sticker. Thấy mình có khiếu thẩm mỹ ghê chưa, lựa ngay con ủi. Mà thôi cắt ra rồi mình dán lên nào. Ta ta. Thấy cái kẹp của mình dễ thương ghê chưa? What? Sự nhan điểm quang biến hình.